quý vị, 3 năm trước, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã phản ánh về tình trạng sụt lún tại tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Nhiều năm trôi qua, nhưng hiện nay, thực trạng này không hề suy giảm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của trên 20 hộ dân nơi đây. Đã đến lúc ngành chức năng của địa phương và của tỉnh cần có biện pháp hỗ trợ để người dân di dời, nếu không, nguy cơ về mất an toàn là rất lớn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Nứt, sụt lún từng mảng, không biết sập xuống bất cứ lúc nào. Nhiều năm nay, gia đình chị Khổng Thị Phương, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, nhất là hai cháu nhỏ của chị, vẫn phải sống trong nỗi sợ hãi, nơm nớp lo âu như thế. Ở trong một cái căn nhà mà nó sụp lún quá thì mình rất là lo sợ. Nhưng bây giờ cũng chưa được tìm được cái chỗ ổn định á, nên mình phải cố gắng mình ở thôi. Nên là mong nhà nước á, tạo điều kiện được cho dân á, thì hỗ trợ được phần nào thì cho dân di dời càng sớm càng tốt. Cũng như gia đình chị Phương, gia đình anh Nguyễn Văn Thành cũng trong một tâm trạng và hoàn cảnh như vậy. Mình mong muốn ban ngành khu phố rồi thị trấn rồi huyện rồi trên tỉnh rồi xem xét ha. Nó cũng giá nó cũng làm sao để mình mong mình đi mua miếng đất chỗ khác mình ở, chứ ở đây thì nhiều lúc con dại cũng phập phùng nhé. Giờ mình bao nhiêu của cải bỏ ra, giờ mình đi đột ngột cũng không được. Với những gia đình khác thì hầu như không thể ở được vì sụt lún, nhà cửa bị phá hủy. Ít nhất có hai hộ gia đình đã phải bỏ ra ngoài thuê nhà trọ để ở vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đấy, họp nhiều cuộc họp rồi, nhưng mà gần đây nhất là về Ủy ban nhân dân huyện đang có cái chủ trương là như thế, là đã có cái tính toán hỗ trợ đền bù cho nhân dân. Nhưng cũng đang trong cái giai đoạn như thế là giữa nhân dân và nhà nước đang có cái tính toán cái mức độ thế đền bù. Hiện nay thì cái mức độ đền bù đã được tính toán, nhưng một số hộ thì người ta chấp nhận là cái mức như vậy, người ta đồng ý, người ta di chuyển, nhưng mà một số hộ là người ta chưa nhất trí với cái phương án đền bù, cho rằng như thế là đền bù chưa thỏa đáng, cho nên là người ta chưa có thống nhất. Ủy ban dân huyện đã có cái báo cáo về Ủy ban dân tỉnh, và hiện nay thì Ủy ban dân tỉnh đang có văn bản giao cho Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với địa phương để tổng rà soát rồi và giao cho Sở Tài chính xem xét là có hướng hỗ trợ về kinh phí. Thì hiện nay Ủy ban dân huyện cũng đang tổng hợp lại tất cả các cái số liệu để làm việc với các sở ngành để kịp thời hỗ trợ di dời cho các hộ. Theo thống kê của ngành chức năng huyện Di Linh, tại khu vực sụt lún tại đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh có khoảng 21 hộ bị ảnh hưởng. Trong số đó, có hơn 15 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có nhiều xác minh nghiên cứu cho rằng nứt sụt lún đất ở Di Linh là hiện tượng trượt lở bình thường. Nhưng nhiều năm qua, người dân ở tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh phải sống trong cảnh bất an về tính mạng, và mong muốn lớn nhất của bà con lúc này là nhà nước sớm hỗ trợ để được nơi sinh sống mới an toàn và đảm bảo hơn. So với năm 2015, để đảm bảo nguồn cung các nhà chế biến điều Việt Nam không thể chỉ...